Câu số 5. Xà phòng hóa hoàn toàn ST đơn chất, người ta cho mình là ST đơn chất nha. Trong cái dung dịch NaOH dư, dư là để cho ST nó phản ứng hết các em. Sau phản ứng hoàn toàn thu được là 0,82 gam muối của một axit carboxylic và 0,46 gam alkonatilit, cho sẵn luôn alkonatilit các em. Như vậy đề của mình có hai số, đó là số 0,82 muối và 0,46 gam ancol ethylit luôn các em. Về đề yêu cầu biểu xác định của mình là Y là gì. Như vậy khi các em đọc cái đề bài này xong á, em xác định ngay đây là cái dạng không phải dạng tính mà dạng xác định công thức của ST, đúng không? Xác định công thức. Mà bây giờ mình phải hình dung ST nó là như thế nào chứ. ST đơn chất là có dạng gì các em? Dạng ST đơn chất là dạng là R này, COO R phẩy này. Trong đó R nó có thể là nguyên tử hydro hoặc là gốc hydro carbon. R phẩy là gốc hydro carbon. Gốc hydro carbon. Mà khi ST này nó tác dụng á, tác dụng với NaOH các em, nó sinh ra muối. R thì nó đi nó tạo thành muối và R phẩy thì nó tạo thành ancol. Trong đó em nhìn kỹ đề này, trong đó ancol mình để có là ancol gì các em? Ancol ethylit rồi nè. Ancol ethylit nó là C2H5OH, đúng không nào? Ê mà ethylit là C2H5OH. Vậy là mình đổi lại luôn, thay vì mình ghi R phẩy OH thì bây giờ mình ghi là C2H5OH luôn nè. Bây giờ thầy lau luôn nè. Đổi lại R phẩy bây giờ là đề cho rồi. Như vậy mình ghi lại C2H5 luôn nè. Bên này cũng ghi lại luôn C2H5 luôn nè. Đó, như vậy thực ra là mình chỉ cần tìm R nữa là xong à. Em nhớ cho thầy một điều á, trong hóa học hữu cơ muốn tìm R một hoặc là R phẩy hoặc là một hợp chất ST em cần phải tìm M lớn. M lớn của R nó bằng bao nhiêu ha? M lớn của R nó bằng bao nhiêu thì mình sẽ ra kết quả. Thầy lấy ví dụ nha, ở trên góc trên nha, thầy lấy ví dụ ở góc trên này. Như vậy bạn nào mà chưa có hình dung cái này thì các em có thể là lấy giấy bút liền để ghi lại liền, ghi lại để lần sau mình dùng. Ví dụ R mà đấy, M lớn của R ra bằng 1 các em thì nó sẽ là hydro. Và bằng 15 á kìa, nó sẽ là CH3. Nó bằng 29 á kìa, là C2H5. Và 43 là C3H7. Thầy chỉ ghi những cái cơ bản thôi nha. Còn những cái ví dụ 27, ví dụ những cái đặc biệt như chẳng hạn như 27 nó là C2H3. Đó, những cái đặc biệt thì từ từ mình làm. Bây giờ mình chỉ cần tìm M lớn của R này. Rồi bây giờ mình xem này. Ancol ethylit của mình là đề người ta cho là 0,46 gram rồi này. Em đổi ra số mol cho thầy luôn đi. Đổi mol ra. Bây giờ mình làm nhanh đi. Nhanh hơn chút đi. Mol ancol này nó bằng là 0,46 này chia cho 46 là bằng 0,1 mol. Đối với bài này á em, để tìm M lớn của R, đôi khi á, mình không tìm trực tiếp từ R mà có thể tìm từ M lớn của R, COO, CH5 từ ST. ST nó có R ở game. Em có thể tìm M lớn của ST trừ những đứa còn lại ra được R. Hoặc là có thể tìm M lớn của muối, ví dụ trừ COO, Na ra là ra được R luôn. Bây giờ xem thử về đề người ta cho mình là khối lượng của muối chứ không phải là khối lượng ST. Như vậy rất là đơn giản. Như vậy bài này là mình phải tìm R ngay ở chỗ là R, COO, Na. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm số mol của ancol là mình tính được là 0,1 mol, đúng không nào? Mình lấy 0,46 chia 46 của C2H5OH các em, nó được 0,01 mol. Mà ancol là 0,01 thì muối sẽ bằng bao nhiêu? 0,01. Sau đó mình tính M lớn muối này, M lớn của R COO Na này bằng M nhỏ chia mol bằng là 0,82 này chia 0,01 là bằng 82. 82 mà trong đó là nó gồm R với COONa, như vậy tương đương ra này, M lớn của R này cộng COONa em tính ra đi là bằng là 67 bằng 82. Vậy suy ra M lớn của R bằng nhiêu kem? Bằng 10. 15. 15 là nhóm gì kem? Em nhìn lên phía trên này, 15 nó chính là nhóm CH gì? CH3. Như vậy công thức ST của mình phải là CH3COOC2H5. Như vậy đáp án công của mình chính xác phải là đáp án gì? Đáp án D.
Câu số 6 này, xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gram ST đơn chất có công thức phân tử là C4H8O2. Em lưu ý nha, có khối lượng và có công thức phân tử là em tìm được mol rồi đó. Ha. Trong dung dịch NaOH là sau phản ứng thu được 9,6 gram muối. Để yêu cầu hỏi Z là gì và cho bốn cho mình là bốn công thức. À, như vậy là nhìn đề là em cũng đã biết là em sẽ đổi số mol được số mol của ST đúng không nào? Rồi bây giờ mình làm nhanh chút nha, mình có tiền đề, mình có làm được 5 bài rồi. 5 bài này nếu em phân tích kỹ rồi em cũng hiểu được nhiều vấn đề đúng không nào? Rồi, em tìm số mol của ST này. Số mol của ST thì mình lấy 8,8 này. C4H8O2 là 88. Nhớ luôn đi. Ha. 4H8O2 là rất là hay gặp mà. Như vậy 88 là bằng 0,1 mol. Khỏi cần viết phương trình phản ứng luôn em. Tại vì ST là ST đơn chất nó quen thuộc quá rồi mà. Số mol của ST nó sẽ bằng số mol của NaOH phản ứng và bằng số mol của muối và bằng số mol ancol. Vậy muối của mình là 9,6 gram. Như vậy số mol của muối cũng sẽ bằng bao nhiêu luôn? À 0,1 mol luôn nè. ST 0,1 là số mol muối của mình đó em, nó bằng 0,1 luôn. Thì em tính được M lớn của muối luôn. M lớn của mình là bằng 9,6 này chia cho 0,1 là bằng bao nhiêu? 96. M lớn 96 thì suy ra là R bằng nhiêu? À lấy 96 là em trừ cho CONA là 67 đúng không nè, bằng 29. 29 là tương đương cái nhóm gì? C2H gì? C2H5. Suy ra ST của mình á các em. ST của mình sẽ là C2H5COO. À COO nhưng mà đề cho mình là C4H8 rồi. Ở đằng này là đã 3C rồi này em. Như vậy ở phía sau chỉ là còn 1C. Như vậy chắc chắn phải nó phải là CH3 rồi. Trong quá trình thầy hướng dẫn cụ thể á các em, có thể nó mất thời gian chút. Chứ nếu mà các em vô bài này em chỉ cần 2 giây là em có thể nhìn ra được kết quả rồi, đúng không nào? Và chắc chắn sau khi xem video này, mình các em rèn đi rèn lại những cái bài tập này, cứ cố gắng rèn đi rèn lại thì chắc chắn em sẽ làm bài tốt thôi, chứ không có cái gì khó khăn cả ha. Bài tập số 7, xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gram ST, cũng tương tự như vậy. Thầy cho những cái bài tập rèn luyện thì thầy cho số nó đơn giản thôi, chứ không có gì phức tạp hết. Để các em quen, rồi từ từ các em làm những câu có thể số nó hơi lẻ lẻ một chút ha. Cần là 100ml dung dịch NaOH đổi mol luôn này. À lấy giấy nháp ra luôn này, đổi mol luôn này các em. Đổi mol lại bằng là 0,1 mol luôn này. Không có gì khó khăn cả. Thu được là 8,2 gram muối. Để yêu cầu hỏi xít là gì? Người ta cho tên nghe các em. Cho tên rồi từ từ mình xác định công thức rồi mình suy ra tên. Rồi em nhìn này, ST này là ST, người ta cho mình là ST gì? ST đơn này, phản ứng cần dùng là phản ứng vừa đủ kia. Như vậy số mol NaOH là 0,1 thì ST là 0,1 và muối là 0,1 cũng như là ancol 0,1 luôn. À, như vậy mình tính được M lớn của ST rồi đó em. Lấy 8,8 chia mol, mol của nó bằng mol NaOH phải không? 0,1 là bằng 88 này. Trong đó M lớn của muối mình đã suy được luôn này, bằng là 8,2 chia 0,1 là bằng 82. 82 thì mình muối thì mình biết rồi, RCOONa phải không các em? Em có thể lấy phương trình, lấy dây nháp rồi em viết phương trình ra ngoài nháp á, RCOO R phẩy đó các em. Rồi như vậy thầy suy ra luôn này, R này cộng cho 67 này, 67 là COONa các em, bằng 82, để suy ra R bằng 15. 15 là nhóm gì các em? 15 là nhóm CH gì? CH3. Như vậy tạm thời mình có cái công thức của mình á là gì? À tại vì R là nhóm ở trước đúng không nè, là CH3 này, COO. Mà trong khi đó M lớn của mình là bằng 88 rồi. Em tìm xem thử ở phía sau là bao nhiêu nó bằng 88, đúng không? À bao nhiêu? À bao nhiêu là bằng 88 đó các em? Chắc chắn phải là C2H5 29. Còn nếu mà các em muốn làm từ từ thì mình làm từ từ nè. Rồi, mình làm từ từ ha. Rồi, nếu chưa rõ thì mình làm từ từ là em đạo vô đây là R phẩy nè. Đó, đạo vô đây R phẩy. Trong đó M lớn ST của mình là bằng 88 đúng không nào? Mình suy ra là R phẩy nó sẽ bằng là 88 này trừ cái cụm ở đằng trước này kia.
cụm CH3COO COO này em cộng lại đi, em cộng cái cụm đó lại, lấy máy tính em cộng lại này ra 59. 59 thì 88 trừ 59 thì còn bao nhiêu? 20. 29. 29 là như lúc nãy thầy đã nói rồi đó, nó chính là C2H5. Vậy công thức của mình sẽ là gì? CH3 này, COO, C2H5. Đó là công thức thôi, bây giờ mình phải gọi tên. Gọi tên thì gọi tên thôi. C2H5 là nhớ nha. Gọi tên là gọi tên gốc ancol rồi phải gọi trước nha các em. Etin, C2H5 là etin, acetat, etin acetat là đáp án D. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách làm những cái bài tập cơ bản liên quan tới phản ứng xe phần hóa của ST. Khi làm mới chỉ một vài bài thì nó cũng chưa có nắm vững lắm đâu, thì các em phải có thời gian, các em rèn luyện, các em phải kiên trì. Thì bây giờ các em vào phần mô tả video của thầy đó, có cái link bài tập, thì các em rèn luyện để mình nắm vững hơn, về mình xem thử là trong số các bài tập thầy cho các em làm được bao nhiêu phần trăm đó. Khi làm được đúng 100% thì rõ ràng là mình đã nắm vững bài. Khi làm đúng rồi mình phải đẩy nhanh cái tốc độ làm nữa kìa. Làm đúng cũng chưa chắc là đã thắng đâu, mình phải làm nhanh nữa kìa. Đó, thì hy vọng các em sẽ cố gắng rèn luyện và nắm thật vững cái chương này nha. Tại vì chương này là chương rất là quan trọng trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Cuối cùng thì thầy chúc các em sẽ có một năm học thành công và có một cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đạt được theo kết quả như mình mong muốn. Cảm ơn các em đã xem cái video của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Xin chào.